Bộ môn này thì bây giờ bữa trước chúng ta được học vào tiết thứ nhất rồi, chúng ta tìm hiểu về đó là khoa học tự nhiên là một môn học như thế nào rồi, vai trò của khoa học tự nhiên. Vậy thì hôm nay bạn nào có thể nhắc lại dùm cho cô, theo em thế nào là khoa học tự nhiên và vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống là gì? Rồi một bạn trả lời cho cô câu số 1 trước nào. Diệp, mời Diệp. Dạ Diệp được trả lời cô. cho cô. Rồi em. Dạ. Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của con người và môi trường. À rất là chính xác à. Vậy thì bạn nào hãy nhắc lại cho cô vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống là gì? À, mời bạn Trọng Nhân. Dạ thưa cô. Khoa học tự nhiên nhiên có khoa học tự nhiên nhiên có vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. À rồi cảm ơn em. Rồi đây là những kiến thức chúng ta đã được học vào tiết trước ha, biết được khoa học tự nhiên là gì, vai trò của khoa học tự nhiên. À, và bữa trước cô có cho các em làm một bài tập về nhà, đó là chúng ta hãy suy nghĩ giùm cho cô, đó là người ta sử dụng hệ thống tưới rau tự động, được bà con nông dân lắp đặt rất là nhiều ha, để tưới tưới tiêu với quy mô lớn, đặc biệt ở địa phương mình cũng có ha. Rồi chúng ta thấy là chúng ta rồi cô chưa có nói thì các em hãy cho cô biết nào. Như em phải liên hệ với địa phương của mình. Vậy thì em nhìn thấy hình ảnh này ở đâu? Hãy liên hệ với địa phương của mình. Và hãy cho cô biết là bạn Linh Chi. Linh Chi. Em thấy cái hệ thống này ở trường tiểu học Kim Đồng. À, trường tiểu học Kim Đồng, em thấy cụ thể là ở trong trường hay là thấy ở như thế nào em? Dạ, ở cái vườn của trường. À, ở thấy vườn của trường. Rồi cảm ơn em. Rồi đó là bạn vừa liên hệ với trường của bạn ha, rồi dưới tiểu học. Rồi mời bạn Bảo. Thưa cô, em thấy ở nhà vườn rau của nhà bà ngoại em. Vườn rau ở nhà bà ngoại bạn. À, rồi còn ở đâu nữa hả bạn Quyên? Dạ thưa cô, em thấy ở nhà bà ngoại em. Nhà bà ngoại em là tưới rau hay là như thế nào em? Dạ tí rau. À tưới rau à. Rồi cảm ơn tất cả các em ha. Chúng ta đã liên hệ từ thực tế là chúng ta thấy được là cái hệ thống tưới tiêu bằng cái hệ thống tự động này thấy được ứng dụng rất là nhiều ha, và các bạn đã liệt kê được một số trường hợp mà các em thấy trong thực tế. Hoặc là cô thấy là cô thì thường hay gặp là ở những vườn ươm ha, vườn ươm cây, hoặc là những cái vườn mà trồng tràm mấy em, người ta hay cắt tràm, hom tràm ha, sử dụng hệ thống tưới tiêu này bây giờ rất là phổ biến. Vậy bây giờ các em hãy thử cho cô biết nè, với cái hệ thống này thì cái vai trò nào của khoa học tự nhiên đã được ứng dụng trong cái hoạt động này? Vai trò nào đây? Mời bạn Lan Chi. Dạ thưa cô, hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn, đó là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất kinh doanh À. của khoa học tự nhiên. À đúng rồi, ở đây chúng ta đã ứng dụng công nghệ nè vào sản xuất nè, vào cuộc sống nè. Rồi mời bạn Linh Linh Chi Lan Chi, chúng ta tắt mic nè. Đã ứng dụng công nghệ vào cuộc sống nè, vào sản xuất kinh doanh đúng không nào? À, ngoài việc ứng dụng công nghệ ra thì ở đây khoa học tự nhiên còn có vai trò gì trong hoạt động này nữa em? Khi mà chúng ta dùng hệ thống này, đưa cái công nghệ này vào, việc chúng ta tưới tiêu nè, rất nhiều các luống rau nè, rất nhiều các cây cối nè, vậy thì chúng ta có giảm thiểu được cái sức lao động của chúng ta không? Mời bạn Minh Anh. Tôi là dạ có. Đúng rồi, trong trường hợp này chúng ta sẽ giảm bớt được sức lao động của chúng ta đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó ứng dụng công nghệ vào trong việc tưới tiêu này sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của con người ha.
rồi đưa công nghệ vào, ngoài ra có thể là chăm sóc được những người sản xuất, đưa ra những sản phẩm nông sản sạch nè, rồi đồng thời có thể nâng cao sức khỏe, nâng cao thời gian cho những người trồng trọt này, đúng không nào? Ngoài ra việc chúng ta tưới tiêu hệ thống như vậy thì sẽ giúp được bảo vệ được cái môi trường nước, chúng ta không quá lãng phí nước, đúng không nào? Từ đó chúng ta có thể phát triển các ngành nghề khác, có thể là chúng ta trồng sen canh hoặc là lân canh các loại cây rau quy mô lớn chẳng hạn. Và đương nhiên chúng ta cũng có thể giúp trong việc đó là có thể thay đổi được cái nhận thức về thiên nhiên. Chúng ta không còn quá lạc hậu như là chúng ta chỉ trước rồi sắc nước này, rồi tưới đi hàng loạt các cây như vậy thì rất là mệt ha. Và chưa kể chúng ta còn làm tốn nước nữa. Vậy đó là những cái vai trò của khoa học tự nhiên đối với những hoạt động trong thực tế của chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung tiếp theo. Ở đây chúng ta thấy rằng đó là đối với những đối tượng nghiên cứu khác nhau thì khoa học tự nhiên sẽ có những lĩnh vực khác nhau. Vậy thì em đã từng nghe mọi người kể hoặc em đã từng xem sách báo qua rồi. Vậy bạn nào có thể cho cô biết là những cái lĩnh vực khoa học tự nhiên nào mà em đã từng nghe qua, em đã từng biết nào? Mời bạn Linh Chi. Dạ là sinh học, vật lý, thiên văn học. Sinh học, vật lý, thiên văn học. Có bạn nào bổ sung cho bạn nữa không em? Mời bạn Minh Anh. Thưa cô là hóa học. Hóa học. Trái đất nữa. Học trái đất. Rồi. Cảm ơn hai bạn ha. Vậy chúng ta thấy có rất nhiều các lĩnh vực khoa học tự nhiên mà chúng ta đã từng nghe thấy, đúng không nào? Hoặc là từ thông tin sách giáo khoa chúng ta có thể biết ra được. Ví dụ như là các ngành lĩnh vực như là về vật lý nè, hóa học nè, sinh học nè, thiên văn học hoặc là trái đất các bạn vừa nêu ra, đúng không nào? Bây giờ vậy chúng ta thử tìm hiểu xem là những cái lĩnh vực này sẽ nghiên cứu những cái vấn đề cụ thể như thế nào ha. Chúng ta qua bài học ngày hôm nay. Rồi các em viết cho cô tự bài. Bài số 2, các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Bài 2, các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Bài 2, các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Và trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề số 1 nhỏ, cũng là vấn đề tương ứng với đề bài luôn, đó là lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Đó, các em viết cho cô cái tựa bài tựa của mục 1 nhỏ này vô. Một nhỏ, lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Để tách biệt giữa bài số 1 với bài số 2 thì là các em sẽ gặp ngang bài số 1 nha. Rồi các em viết bài số 2 nhé. Rồi, các em viết cho cô mục 1 nhỏ nữa là được rồi nè. Rồi giờ chúng ta tạm ngưng ha, chúng ta không viết nội dung gì nữa nha. Khi nào cô yêu cầu thì các em mới viết nhé. Để tìm hiểu về những lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ trải qua đó là 4 thí nghiệm. Và bốn thí nghiệm này chúng ta hãy thử phân tích xem là những thí nghiệm này sẽ liên quan tới những lĩnh vực nào ha. Rồi bây giờ chúng ta tập trung quan sát đây cho cô nha. Chúng ta không ghi nữa nha. Rồi thí nghiệm số 1. Nếu khi chúng ta cầm tờ giấy, chúng ta đưa lên cao và khi chúng ta buông tay ra, thì một bạn hãy mô tả cho cô cái hiện tượng này. Khi chúng ta buông tay, chúng ta không cầm tờ giấy nữa thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra đối với tờ giấy? Mời bạn Trang giơ tay rất là nhanh nè. Mời Trang. Trang đâu em ơi? Dạ cô, em bỏ tay xuống rồi à. À rồi, vậy mời bạn Thảo Vy. Dạ thưa cô, thí nghiệm số 1 là vật lý học. Bây giờ em đưa ra luôn đó là chính là lĩnh vực của vật lý học. Nhưng cô đang muốn hỏi em nè, khi cầm tờ giấy đưa lên cao và chúng ta buông tay ra thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra đối với tờ giấy này? Thảo Vy trả lời tiếp đi em. Thảo Vy trả lời được không em? Rồi vậy cô mời bạn Lý Hoàng Khang. Thưa cô là tờ giấy sẽ rơi xuống. Đúng rồi, đây là một hiện tượng vô cùng dễ chúng ta có thể quan sát và chúng ta có thể thực hành ngay tại bây giờ, đúng không nào? Khi chúng ta cầm tờ giấy đưa lên cao và khi chúng ta buông tay ra thì lúc này ngay lập tức tờ giấy nó sẽ rơi xuống dưới đất, đúng không nào? Vậy trong trường hợp này, hôm nãy bạn đã nêu ra đây chính là một thí nghiệm liên quan tới lĩnh vực, đó là vật lý. Ở đây đã có sự thay đổi, biến đổi về
về quá trình chuyển động của một vật. À, đồng thời nếu khi chúng ta học kỹ hơn về những chương trình sau thì chúng ta sẽ biết được đó là lý do vì sao tờ giấy lại rơi xuống đất mà lại không rơi lên trời ha. Vậy trong trường hợp này, thí nghiệm số 1 này đó là liên quan tới lĩnh vực vật lý. Và chúng ta qua thí nghiệm số 2. Thí nghiệm số 2. Chúng ta sẽ sục khí carbon dioxide là khí CO2 ấy. À, khi chúng ta nói tới CO2 thì chúng ta rất là quen thuộc đúng không nào? Vào cốc nước vôi trong và chúng ta hãy quan sát hiện tượng xảy ra. Vậy trước khi chúng ta quan sát, chúng ta phải phân tích những cái gì chúng ta hiểu đây nè. Rồi, khí CO2. Theo em, khí CO2 này mình sẽ bắt gặp nó ở đâu? Quen thuộc của chúng ta không? Khí CO2 này theo em nó ở đâu? Hãy nêu cho cô một nguồn cung cấp CO2 nào. Uyên. Dạ, cô Uyên. Là trong không khí thường ngày. À, trong không khí hàng ngày. Hoặc ở đâu nữa em? Bản thân chúng ta có tạo ra được khí CO2 không em? Dạ, không. Cây cối. À, không. Khí CO2. À, rồi, đó là câu trả lời của bạn. Rồi mời một bạn khác chúng ta nhận xét nào. Bản thân chúng ta có tạo ra được khí CO2 không? Đầu tiên cô nhận xét vế đầu tiên của bạn trước. Đó là khí CO2 có tồn tại trong không khí là đúng rồi. Bây giờ cô hỏi vế sau. Đó là bản thân mình có tạo ra được khí CO2 không? Có không? Rồi, các em không biết. Rồi, chắc... rồi mời bạn Linh Chi. Dạ, là khi chúng ta thở ra thì có. Đúng rồi, chính xác. Ở dưới cấp 1 chúng ta đã được tìm hiểu đó là gì? Cơ thể chúng ta muốn sống được là thường chúng ta sẽ nhờ một loại khí là khí oxy đúng không nào? Và ngược lại thì cơ thể chúng ta lại thải ra, khi chúng ta thở chúng ta nói ra đó là khí CO2. Vậy là khí CO2 này có trong hơi thở của chúng ta ha. Rồi, cốc nước vôi trong, rồi giờ chúng ta hiểu là vôi nè. Vôi chính là một cái khối vật khối chất màu trắng ha. Màu trắng. Ở đây có rất nhiều bạn chúng ta sẽ biết khối vôi này. Vậy bạn nào hãy cho cô biết là vôi thì thường em thấy ở đâu và nhà em dùng để làm gì? Vôi, em đã từng thấy vôi chưa? Minh Anh. Dạ, khi em thấy vôi rồi. Dạ, ở đâu nhà em dùng vôi được. Để làm gì em? Dạ, vôi nhà em mình để quét tường đó cô. À đúng rồi. À, trong trường hợp này vôi này chúng ta sẽ thấy là chúng ta dùng để quét tường nè, hoặc có một số loại vôi là dùng để ăn trầu được ha. Rồi chúng ta hiểu nôm na là như vậy ha. Rồi ở đây thì chúng ta đã hiểu đó là khí CO2 là ở đâu rồi. Rồi một cốc nước vôi trong, rồi vôi trong trường hợp này pha loãng ra thì để thì nó sẽ là có dạng trong như nước vậy ha. Rồi thì chúng ta quan sát hiện tượng sau nhé. Ở đây là có hai bình đang chứa được vôi trong nhau, và một bình này thầy đã bỏ ống vào và thầy đang hai vào đục vào trong trong này là bắt đầu trong này. Các em quan sát. Thầy đang tiếp tục cho những khí CO2 vào trong này ha. Rồi. Các em hãy cho cô biết là với cái hiện tượng chúng ta vừa quan sát, rồi xin lỗi cô bấm này ra luôn rồi. Trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta sục khí CO2 này vào trong nước vôi trong thì chúng ta thấy rằng màu của nước vôi trong có gì thay đổi? Có thay đổi không em? Mời bạn Linh Chi. Dạ là nó màu đục hơn. À đúng rồi, ban đầu là nó màu trong suốt đúng không nào? Sau khi chúng ta cho khí CO2 này vào sục vào bên trong thì sau thời gian là nước vôi trong này nó chuyển thành đó là màu trắng đục. À, và đồng thời nếu chúng ta tiếp tục cung cấp thêm lượng CO2 vào thì lúc này nó sẽ xuất hiện đó là một chất rắn màu trắng, nó không tan. Chúng ta không tan, chúng ta gọi là kết tủa ha. Và nó đọng ở phía dưới của cái cốc này. Và nếu như chúng ta vẫn tiếp tục sục khí CO2 này vào thì dần dần cái phần kết tủa, có nghĩa là cái phần bên trong nước vôi nó màu đục đây,
thì nó sẽ dần dần nó sẽ chuyển thành một dung dịch lại trong suốt như cũ ha. Và cái hiện tượng này chúng ta thấy là có sự tương tác giữa các chất với nhau. Và cái hiện tượng này sẽ liên quan tới một lĩnh vực nào? Mời Yến. Cái thí nghiệm chúng ta vừa quan sát nó liên quan đến lĩnh vực nào vậy hả bạn Yến? Cô là liên quan đến lĩnh vực hóa học. À đúng rồi, liên quan đến lĩnh vực hóa học. À, vấn đề chúng ta vừa nghiên cứu ở thí nghiệm số 2 đó chính là vấn đề liên quan tới lĩnh vực hóa học. Rồi, cảm ơn các em. Rồi, những bạn nào chúng ta phát biểu xong rồi chúng ta hạ tay xuống nha các em. Rồi chúng ta qua thí nghiệm số 3. Hãy quan sát quá trình nảy mầm của hạt đậu. Rồi một bạn hãy quan sát hình và mô tả cho cô những gì em đang nhìn thấy nào. Một bạn hãy quan sát hình 2.1 sự nảy mầm của hạt đậu và hãy mô tả cho cô những cái hiện tượng gì em đang nhìn thấy nào. Mời bạn Bảo. Cô, đầu tiên là hạt đậu nhảy mầm. Thứ hai, hạt đậu đang lớn. Và thứ ba là hạt đậu đang mọc, chuẩn bị mọc lá. Còn thứ tư là cây đã mọc lá. Và cuối cùng là cây đã lớn rồi. Rồi cô cảm ơn bạn Bảo. Bạn Bảo nói rằng là cây đã ra lá là một dấu hiệu nè. Rồi cây lớn lên. Rồi một bạn hãy bổ sung cho cô là cho cô biết là bằng cách nào em biết là cây đang lớn lên. Có một cái đặc điểm nào là em phát hiện được là cây đang lớn vậy? Dựa vào đặc điểm nào mà em phát hiện được cây đang lớn? Mời bạn Diệp. Dạ thưa cô, là lúc đầu nó nảy mầm lên là nó vẫn còn cả hạt, còn lúc nó lớn là nó mất hạt rồi cô. Mất hạt ở trong cái hình này của chúng ta là hoàn toàn vẫn chưa mất đúng không nào? Nhưng nếu mà nó lớn hơn nữa thì nó mất đúng không? Rồi đó coi như là một dấu hiệu đi. Rồi trường hợp gì nữa đây? Dựa vào hình nè. Em bảo là bạn kêu là cây nảy mầm lớn dần lên. Vậy thì dựa vào cái dấu hiệu nào em quan sát và em biết được là cây đang lớn lên? Dựa vào dấu hiệu nào em? Minh Anh. Cô là nó dần dần nó cao hơn và nó mọc nhiều lá hơn. Đúng rồi, càng ngày là cây càng cao hơn đúng không nào? Đó là thể hiện một sự phát triển. Đồng thời bạn cái phần mọc lá là bạn Bảo bạn có nói rồi là cây nó ban đầu là sẽ một ít mầm chồi nữa nè, xong dần dần nó sẽ phát triển thành lá nè. Và một dấu hiệu là lá chúng ta thấy của cái cây này sao càng ngày càng to dần lên, cây càng cao lên đúng không nào? Và qua đây chúng ta thấy rằng trong trường hợp này cây đậu là đang có sự phát triển dần đúng không nào? Vậy trong trường hợp này cây phát triển được là phải gì? Nhờ chất dinh dưỡng bên trong đất nè, rồi nước nè. Vậy có nghĩa trong trường hợp này cây là có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, trao đổi các chất dinh dưỡng và giúp cho cây cơ thể này nó phát triển lớn dần lên đúng không nào? Vậy hãy cho cô biết những hình ảnh ở thí nghiệm số 3 chúng ta vừa quan sát nó sẽ liên quan tới lĩnh vực nào vậy em? Mời bạn Linh Chi. Dạ thưa cô, là liên quan đến lĩnh vực sinh học. Liên quan tới lĩnh vực đó là sinh học, rất là chính xác rồi ha. Rồi chúng ta qua thí nghiệm số 4. Chúng ta qua thí nghiệm thứ 4. Rồi mời bạn Diệu Anh hãy đọc cho cô thí nghiệm thứ 4 nào. Dạ. Một chu kỳ ngày và đêm kéo dài 24 giờ do trái đất xoay quanh một trục nhờ vào mặt trời, và có ngày nhưng mà có ban ngày, nhưng mặt trời chỉ có thể chiếu ánh sáng được 1/2 bề mặt của trái đất. Do đó khi 1/2 bề mặt của trái đất này gọi là ban ngày thì 1/2 trái đất còn lại gọi là ban đêm và ngược lại. Ở thí nghiệm thứ 4 rồi các anh em, hai em tắt mic à. Ở thí nghiệm thứ 4 là chúng ta thấy rằng một bạn học sinh chỗ này bị lỗi chữ nha em nha. Một bạn học sinh chiếu một cái đèn pin vào quả địa cầu này, và một bạn học sinh khác thì quay quả địa cầu này mô phỏng cái chu kỳ ngày và đêm. Và cái chu kỳ ngày đêm này hôm nãy bạn cũng đã đọc chúng ta thông tin này rồi ha. Vậy thì bây giờ các em hãy cho cô biết cái đèn pin mà bạn chiếu sáng này ra vào quả cầu, quả địa cầu này, thì trong trường hợp này cái ánh sáng rọi vào này nó sẽ đóng vai trò giống như cái gì ở ngoài thực tế của chúng ta đây? Linh Chi.
Dạ thưa cô là mặt trời. À, ánh sáng mặt trời chiếu vào đúng không các em? Vậy trong trường hợp này phần quả địa cầu thể hiện đó chính là phần trái đất. Phần mà được chiếu sáng thì chúng ta sẽ được mặt trời chiếu sáng thì đó chính là ban ngày hay ban đêm vậy em? Yến. Yến. Dạ là phần rồi. Sao em? Của trái đất được. Không thì mặt trời soi là ban đêm. Còn một phần được mặt trời soi là ban ngày. À, một phần của quả địa cầu thể hiện đó là phần của trái đất ha, được chiếu sáng đây thể hiện chính là ban ngày, còn phần còn lại không được chiếu sáng thể hiện đây là ban đêm đúng không nào? Và trong quá trình này chúng ta đang nghiên cứu đến đó là sự tác động giữa các hành tinh trong hệ mặt trời với nhau, thể hiện qua đó chúng ta biết được chu kỳ ngày đêm. Thì trong trường hợp này cái lĩnh vực này sẽ liên cái thí nghiệm này sẽ liên quan đến lĩnh vực nào vậy em? Liên quan đến lĩnh vực nào? Mời Trang. Dạ thưa cô là liên quan đến lĩnh vực khoa học trái đất. À, khoa học trái đất. Rồi, lĩnh vực này đã hoàn toàn chính xác chưa hả? Mời Bạch Bảo. Thưa cô là đúng cô. À đúng. À, trong trường hợp này vì không phải chúng ta chỉ nghiên cứu hoàn toàn trái đất không ha, trong trường hợp mà chúng ta có nghiên cứu sự tác động của mặt trời đến trái đất nữa, vì trong trường hợp này nó phải là lĩnh vực đó là thiên văn học ha. Vì qua bốn thí nghiệm vừa rồi chúng ta sẽ xác định được là những lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên đó là những lĩnh vực nào em? Những lĩnh vực nào sẽ là những lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên? Quyên. Dạ thưa cô là vật lý, hóa học, sinh học, thiên văn học và khoa học trái đất. À cảm ơn em, rất là chính xác ha. Ở đây những lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên đó sẽ là bao gồm các lĩnh vực như là lĩnh vực vật lý. Ở đây ở lĩnh vực vật lý này người sẽ nghiên cứu về các đối tượng như là về vật chất nè, các quy luật vận động nè, lực, năng lượng hoặc sự biến đổi của năng lượng này. À, đó chính là lĩnh vực vật lý học. À, các em ghi cho cô bên cái nội dung bên phía màu xanh này nha, phía dưới cái bút bàn tay màu đỏ này nha. Khoa học tự nhiên bao gồm các lĩnh vực chính như vật lý học, hóa học. Vậy thì trong lĩnh vực hóa học này, cái đối tượng nghiên cứu của ngành hóa học đó chính là các chất như là chất oxy nè, chất CO2 nè, lưu huỳnh nè, thủy ngân vân vân, và sự biến đổi giữa các chất này và sự tương tác giữa các chất này với nhau. Hoặc là chúng ta thấy rằng có lĩnh vực nữa đó là lĩnh vực sinh học. Lĩnh vực sinh học chúng ta gọi là lĩnh vực sinh vật học, nghiên cứu về các vật sống và mối quan hệ giữa các vật này với nhau, cũng như là mối quan hệ giữa các vật này với môi trường. Lĩnh vực thứ tư đó chính là khoa học trái đất. Chúng ta sẽ nghiên cứu về trái đất nè, về cái bầu khí quyển nè, cái bầu không khí xung quanh trái đất này và những ảnh hưởng của nó đối với trái đất và ngược lại. Và một lĩnh vực nữa chính là thiên văn học. Trong lĩnh vực thiên văn học này chúng ta sẽ tìm hiểu về đó là quy định các quy luật vận động và sự biến đổi của các vật thể trong bầu trời như là về mặt trời này, trái đất này, mặt trăng này, vân vân, hoặc các hành tinh khác. Và đây chính là năm lĩnh vực của khoa học tự nhiên. Vật lý học, hóa học, sinh học, khoa học trái đất và thiên văn học. Và những lĩnh vực này thì có ứng dụng rất nhiều trong đời sống của chúng ta ha. Vì thời gian chúng ta cũng không còn nhiều nên là cô sẽ nêu ra một số ví dụ để chúng ta nhận định xem nó thuộc ngành lĩnh vực nào nhé em nhé. Rồi, ở đây là cái quá trình chúng ta làm sữa chua đúng không nào? Từ sữa, các loại sữa đặc và sữa loãng và sữa chua, sau đó chúng ta sẽ làm nên sữa chua tức chúng ta tự chế biến đúng không nào? Và đây chính là ứng dụng của ngành hóa học và sinh học. Hoặc là quá trình chúng ta tạo ra các loại phân bón giúp cho cây tăng trưởng tốt hơn, hoặc là giúp cho các loại động vật phát triển mạnh khỏe hơn, thì đây là liên quan tới ứng dụng của ngành hóa học. Hoặc chúng ta thấy là việc chúng ta tạo ra bóng đèn ha, có nghĩa là đã có sự chuyển hóa từ điện năng thành quang năng, có nghĩa là có sự biến đổi về năng lượng ha. Và đây chính là ngành vật lý.
Hoặc là chúng ta nhờ vào thiên văn học để chúng ta biết rằng là ngoài mặt trời, mặt trăng và trái đất ra thì chúng ta còn rất nhiều các hành tinh khác như là sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ, sao mộc, sao thủy, thiên vương, hải vương, vân vân. Bây giờ là một số ví dụ ứng dụng. Và bây giờ chúng ta làm một số bài tập luyện tập ha. Bây giờ em hãy quan sát hình cho cô. Với những hình ảnh sau đây thì hãy cho biết xem là những hình ảnh này sẽ thuộc những lĩnh vực nào ha. Hình 2.3, mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính ha. Hôm bữa chúng ta cũng có học cái phần này rồi. Vậy theo em hình 2.3 nó sẽ liên quan tới cái lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên? Mời Thảo Vy. Thưa cô, là theo lĩnh vực sinh học. À, theo lĩnh vực sinh học, chính xác. Hình 2.4 là chúng ta dự báo thời tiết trên các đài truyền hình của Việt Nam ha. Đó là sẽ liên quan tới lĩnh vực nào khác? Dạ thưa cô, là trái đất học. À, trái đất học. À, liên quan tới việc chúng ta nghiên cứu về các hiện tượng của trên đất và bầu khí quyển nè. Chúng ta dự đoán được về cái khí hậu của trái đất ha, đó là gọi là khoa học trái đất nha em nhé, dùng từ cho đúng nha. Rồi hình 2.5, mô hình chăn nuôi bò sữa tiên tiến. Rồi mời bạn Quân. Cô là sinh. À, là ngành sinh vật học, đúng rồi. Chúng ta nghiên cứu đặc điểm phát triển sao cho tốt nhất đối với cái động vật ha, chúng ta đưa vào công nghệ vào. Rồi hình 2.6, nông dân xử lý đất chua bằng vôi bột. À, liên quan tới lĩnh vực nào vậy em? Còn bạn khác, nào khác không? Mấy bạn này chúng ta trả lời hoài luôn á. Rồi mời bạn Thảo Vy. Cô là hóa học. À đúng rồi, là ngành hóa học ha. À, biết được cái sự tương tác qua lại giữa vôi với lại các loại đất ha, và chúng ta nghiên cứu ra được. Rồi hình 2.7, sử dụng pin năng lượng mặt trời. Liên quan đến ngành nào, lĩnh vực nào vậy em? Bảo. Cô là hóa học. Vật lý học. Hóa học. Hóa học hay là vật lý học? Rồi mời bạn Yến nào. Rồi bạn Yến nhận xét câu trả lời của bạn Bảo là bạn Bảo kêu rằng hình 2.7 này đây chính là về lĩnh vực hóa học, có đúng không em? Thưa cô là Yến đâu em ơi? Các em là gì? Là gì em? Thưa cô là không. Theo em là bên lĩnh vực gì? Thưa cô, em là bên lĩnh vực. Lĩnh vực gì em? Rồi mời bạn khác chúng ta giúp đỡ. Bạn nào mà bạn Diệp? Dạ thưa cô, hình 2.7 là lĩnh vực vật lý học. Đúng rồi. Ở trong trường hợp này đây chính là lĩnh vực vật lý học ha. Vì sao các em biết không? Vì chúng ta đang thu nhận cái nguồn năng lượng từ năng lượng mặt trời ha, đó là quang năng. Sau đó chúng ta sẽ chuyển hóa thành chúng ta tích tụ thành pin năng lượng mặt trời, và pin đó chúng ta làm gì? À, để tạo ra điện, đúng không nào? Đã chuyển hóa thành quang năng, từ quang năng thành điện năng, đó là sự chuyển hóa về năng lượng, đó là vật lý ha. Rồi hình 2.8, Mai Phương. Dạ thưa cô là thiên văn học. À đúng rồi, thiên văn học, nghiên cứu về các chòm sao trên bầu trời chẳng hạn, rồi vân vân ha. Rồi bài học của chúng ta tới đây là kết thúc ha. Các em về chúng ta học bài và chúng ta chuẩn bị cho cô nội dung thứ hai của bài số 2 này. Chúng ta tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến khoa học tự nhiên. Và bài học của chúng ta tới đây là kết thúc ha. Học sinh, chú ý tất cả, chào giáo viên. Rồi, cô chào cả lớp chúng ta ha. Rồi, chúng ta nghỉ giải lao còn khoảng 5 phút nữa thôi là chúng ta vô tiếp mỹ thuật của thầy khoa nhé. Rồi, chào thầy và chào các bạn nha. Học mỹ thuật có cần dễ không ta?
Bạn quên rồi, bạn bỏ giơ tay xuống đi. Thầy, thầy ơi, học sinh, chú ý, tất cả, chào thầy. Chào thầy. Thầy chào tất cả các bạn học sinh lớp lớp mình là lớp 6-5 đúng không nhỉ? Dạ. Lớp 6-5 mình là thầy cô nào chủ nhiệm con? Dạ, lớp em là cô Cúc. À, cô Cúc chủ nhiệm, cô vừa mới dạy xong đấy đúng không? Dạ đúng. Bây giờ chúng ta chuẩn bị học môn học của thầy là môn gì các con biết không? Dạ môn mỹ thuật. Đúng rồi, rất giỏi. Bây giờ trong quá trình học thì thầy dặn các con này, chúng ta mở camera và tắt hết micro. Lúc nào mà thầy gọi đó thì các con mới mở micro và trả lời. Chúng ta có thể là giơ tay nhá. Đấy, và không làm việc riêng đâu nha. Đấy, không làm việc riêng. Các con chú ý là xung quanh mình các cái ổ cắm điện đó, nó cho nó cẩn thận nha. Chứ tí nữa rồi bắt đầu hào hứng lên vẽ liên tục khí thế rồi quên đi tay chân, đụng vào ổ cắm điện là không tốt nha. Thầy ơi. Ơi. Hôm nay bạn nghỉ vì bạn đó bị bệnh đó thầy. Bạn lớp trưởng đâu báo cáo cho thầy xem là tiết của mình hiện nay có bao nhiêu bạn đang vào học con? Là có 36 bạn. Thầy thấy lớp có 36 người đây. Rồi vắng ai nữa con? Vắng một bạn đúng không? Lớp mình ai là lớp trưởng nào, đưa tay lên thầy xem nào. Đầu thì Minh Anh. Rồi thầy thấy con rồi, chào Minh Anh. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa nào? Dạ rồi. Thầy cần một tí, bạn nào mà chưa có sách đó, các con vào cái ô chat đó gõ vào cho đó thầy số, viết vào đấy cho thầy số 0 nhá. Các con có thấy cái màn hình thầy chia sẻ không? Dạ có. Dạ thầy. Thấy rồi, tốt rồi. Các con lật sách mỹ thuật 6 ra. Sách mỹ thuật 6 ra. Ở trang số 5. Trang số 6, sang số 6. Các con lật sách mỹ thuật 6 ở trang số 6. Bạn nào có thể đọc to cái chủ đề 1, tên của chủ đề 1 giúp cho thầy nào?
Bạn là có một tín hiệu đưa tay, thì mời Thảo Vy. Dạ, chủ đề 1 là biểu cảm của sắc màu. À, rất tốt rồi. Chính xác đấy ạ. Các con vỗ tay khen Thảo Vy nào. Chủ đề 1 là biểu cảm của sắc màu. Và bài 1 hôm nay chúng ta học là vẽ tranh theo nhạc. Vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc tức là chúng ta nghe nhạc và vẽ tranh và dựa vào cái giai điệu và tiết tấu của bài nhạc, chúng ta sẽ thể hiện tranh vẽ của mình một cách tự do theo cảm xúc. Lúc tiết tấu nhanh thì chúng ta sẽ vẽ nhanh, lúc giai điệu âm nhạc trầm chậm thì chúng ta vẽ chậm nhé. Yêu cầu cần đạt của cái bài học này là chúng ta chỉ ra được sự biểu cảm của chấm, nét màu trong tranh, tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu âm nhạc. Bức tranh này là bức tranh tưởng tượng, cảm nhận được sự tương tác giữa âm nhạc và hội họa. Về chuẩn bị học tập thì chúng ta cần có giấy vẽ A4. Có bạn nào có giấy A3 cũng được. Màu nước, bút già, tức là bút lông ấy ạ, màu sáp, thước kẻ, kéo và băng keo dán. Tiết hôm nay nếu chúng ta chưa có giấy vẽ A4, các con có thể vẽ vào tập vẽ. Hoặc là chúng ta sẽ vẽ vào trong giấy nháp. Có nhiều bạn có giấy A4 rồi. Bạn nào không có màu nước thì chúng ta cũng vẽ bằng bút lông hay bút già, thậm chí là vẽ cả bằng bút viết của mình. Bây giờ các con nhìn lên màn hình và chúng ta xem một cái cô gái vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Xem một cô gái vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Bây giờ các em chúng ta cùng quan sát một đoạn video và nêu quy trình vẽ tranh theo nhạc. I like the way you walk when you walk.